Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2015. Đồ gỗ Thành Luân xin giới thiệu với quý khách chiếc tủ kệ tivi dài 20m37 gỗ gụ. Chân đục hoa hồng. Bốn cánh đục tứ quý. Dày 3 phân đục tay. Tùng cúc trúc mai. Ngăn kéo là quả dưa và con sóc. Rất tinh xảo. Clip quý vị đang xem là đang được quay tại cửa hàng đồ gỗ Thành Luân cơ sở 2, số 71 và 73 Văn Cao, phường Đàng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Vị có thể thấy đang trên màn hình Thành Luân đang quay cánh của chiếc tủ kệ này, dày 3 phân đục toàn bộ canh vòng này, đục như tranh tứ quý. Hàng rất tinh xảo. Chuẩn cho cái biển điện thoại lại. Ngoài ra, hồi của kệ này vô Thành Luân làm dày 1,5 phân, đậu 1,5 phân, 2 phân cưa đi là toàn phân nữa. Chân toàn bộ đục bằng tay hết, đục bông hoa hồng, chân rất đẹp, rất tinh xảo. Vị có thể thấy tôi có thể quay sát nét đường nét chi tiết. Đây là con sóc này, đây là quả dưa này. Đó, đây là cái ngăn kéo này rút ra. Hàng của đồ gỗ Thành Luân hoàn thiện 100% bằng đánh vec ly chay không nhuộm phẩm và 100% là không phun PU. Đây quý vị đang xem là chiếc kệ này đang để mộc. Riêng về phần mộc của đồ gỗ Thành Luân thì cực kỳ tuyệt vời. Hàng không có một tí vết thì đồ gỗ Thành Luân cũng phải vec ly chay. Lô hàng có tỉ vết như các đơn vị khác ấy, thường phun sơn, phun PU để có để đại điện được các cái chỗ tỉ vết, nhưng đồ gỗ Thành Luân thì không thế. Đồ gỗ Thành Luân hàng chỉ đánh vec ly chay, không phun PU. Và đây là một số mặt hàng của đồ gỗ Thành Luân khác quý vị có thể chiêm ngưỡng. Đây là kệ bình thường, chân cũng đục qua hồng và cánh mỏng đục bằng máy CNC. Và bên trên này là lại là một kệ khác, là kệ cũng chân đục hoa hồng, cánh này cánh dày 2 phân, cũng đục bằng tay 100%, đục bằng tay, cánh dày 2 phân, dày 1,5 phân. Quý khách có thể đến tại cửa hàng đồ gỗ Thành Luân cơ sở 1 ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Khi đến thị trấn Phú Xuyên, quý vị có thể gọi hỏi đường vào trong Tân Dân và hỏi cây xăng Tân Dân. Quý vị nhìn lên trên tường có thể thấy chữ đồ gỗ Thành Luân rất to, còn đồ gỗ Thành Luân. Và cơ sở 2 là ở 71 và 73 Văn Cao, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đây là một showroom bên trưng bày sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân, ở số 71 Văn Cao. Đồng hồ các thứ đồ gỗ Thành Luân chỉ có làm hàng kỹ, không làm hàng chậm. Và hàng đồ gỗ Thành Luân không bao giờ phun PU, toàn bộ là đánh vec ly.
rất đẹp. Để quay tổng thể lại chiếc chiếc kệ cho quý vị xem. Vua Thành Luân ấy ra ngoài quay thêm một số sản phẩm. Từ từ, ngay ơi, từ từ. Đây cũng là một chiếc kệ TV chân đường hoa hồng dài 2m37. Như chiếc kệ vừa trong ở trong nhà của Vua Thành Luân được giới thiệu. Đây là các tay thợ của Vua Thành Luân đang mài dưới giáp. Đầu tiên là phải mài dưới giáp nước, xong rồi mài khô mới bắt đầu đánh bếp đi. Đây là cửa hàng số 71. Và đây là cửa hàng số 73 của Vua Thành Luân. Đường nét của chiếc kệ đang mài giấy giáp này cũng đúng như có chiếc kệ vừa xong trong nhà chị vừa xem. Chú quý từng phút phút mai toàn bộ bằng tay. Được canh bong như chanh. Sau này có thể gần hoàn thiện toàn bộ bếp ly thôi. Không phun sơn, không phun PU như một số đơn vị khác. Hàng mộc của họ không được chọn lọc, có tì vết nên họ phải phun PU để che khuất đi các cái tì vết. Đồ Vua Thành Luân thì không, chỉ đánh vết đi. Đồ Gỗ Thành Luân nhận đặt theo yêu cầu về kích thước và mẫu mã một loại gỗ. Gỗ hương, gỗ vụn, gỗ mun, gỗ chắc, gỗ xưa. Đồ Gỗ Thành Luân giao hàng trên toàn quốc. Bán buôn và bán lẻ. Mua với số lượng nhiều Đồ Gỗ Thành Luân đặt làm số lượng nhiều. Bán buôn giá cả hợp lý và cạnh tranh. Lưu ý Đồ Gỗ Thành Luân nhắc lại một lần nữa là Đồ Gỗ Thành Luân chỉ đánh vec ly, không phun PU và đục toàn bộ bằng tay, không phải đục máy. Thành Luân xin kính chào quý khách và hẹn gặp lại quý khách ở clip lần sau.